Lời đầu tiên, cho phép em gửi tới quý thầy cô và tất cả các bạn học sinh thân mến lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nhắc đến thầy cô là chúng ta lại nhớ đến những người đã chấp cánh cho chúng ta bay cao, bay xa, chạm được tới ước mơ của chính bản thân mình. Với em, các thầy cô ở ngôi trường trung học cơ sở Vân Canh cũng vậy. Đây là một mái nhà mà ở đó có những người cha, người mẹ rất vui vẻ, hòa đồng với những đứa con của mình. Để hưởng ứng cuộc thi, thầy cô trong mắt em, cô giáo mà em yêu thương, có được những kỷ niệm đẹp với cô, đó chính là cô Nguyễn Thị Ngư, cô giáo dạy môn âm nhạc. Có những người cho rằng vì cô xinh đẹp, cũng có những người cho rằng vì cô dạy nhạc, những câu hát của cô khiến chúng em rung động. Nhưng trong em, cô là một nguồn năng lượng thắp sáng trái tim em. Từ khi em bước vào ngôi trường ấy, mặc dù em hát không được hay, nhưng nhờ sự dạy dỗ, dìu dắt của cô mà em đã có được một giọng hát hay hơn. Chính cô đã cho em sự tự tin, mạnh dạn đứng trên sân khấu để thể hiện những cảm xúc của mình qua từng lời ca, điệu nhạc ngọt ngào, da diết ấy. Cô là một người luôn khích lệ và nuôi dưỡng ước mơ cho những đứa trẻ như bọn em. Cô luôn là ngọn lửa thắp sáng những đam mê về ca hát và nhảy múa, giúp chúng em có kỹ năng về việc biết lắng nghe, cảm thụ những nốt nhạc làm say đắm lòng người. Cô không chỉ dạy em lời ca, tiếng hát, thả hồn theo những điệu nhạc đắm say, mà cô còn dạy em cách sống đẹp để vươn lên từng ngày. Cách cô trau chuốt, tỉ mỉ, cẩn thận từng tiết tấu, phách, nhịp, luyện đi luyện lại nhiều lần trong một bản nhạc cũng là cách cô dạy em về sự kiên trì, bền bỉ, miệt mài, chỉn chu, cẩn thận trong cuộc sống. Âm nhạc là nghệ thuật, cuộc sống cũng là nghệ thuật. Nó không chấp nhận cách sống hời hợt, dễ dãi mà phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Mặc dù chỉ là những giây phút nhỏ bên cô, nhưng em cũng cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà cô dành cho em. Kể từ khi cô dạy em những giai điệu của âm thanh, thì cũng là lúc mà em phát huy được giọng ca của mình. Và thế rồi cô đã chọn em đi thi cuộc thi giai điệu tuổi hồng. Đó cũng là lúc mà em được thể hiện bản thân mình. Chính nhờ những ngày tập luyện không quản mệt mỏi cùng với cô mà nhà trường đã đạt giải cao nhất của hội thi. Cô chính là nguồn động lực để giúp em đến được với ước mơ ca hát của mình. Cô luôn động viên tinh thần chúng em, nhưng cũng rất nghiêm khắc với những đứa trẻ đang tuổi mới lớn. Cô luôn khiến chúng em càng yêu cô, quý cô hơn. Những giờ học âm nhạc, cô luôn lên lớp với tâm trạng vui tươi nhất, cùng giọng ca truyền cảm tràn đầy năng lượng. Khi gặp cô, em luôn thấy cô với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô rất nhiệt huyết, năng động và tràn đầy sức trẻ. Mai đây rồi, chúng em cũng phải rời xa mái trường thân quen, rời xa những tháng ngày tươi đẹp bên những người cha, người mẹ thứ hai của mình. Nhưng những kỷ niệm đó sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí chúng em. Và mãi trên bước đường sau này, chúng em sẽ luôn có sự đồng hành, dõi theo của những người thầy, người cô vô bờ yêu quý. Cũng như dân gian ta có câu, mai đây trên bước đường dài, công thành danh toại nhớ hoài ơn cô. Cuối cùng, em xin cảm ơn quý thầy cô và tất cả các bạn học sinh đã lắng nghe bài trình bày của em.